Hello, xin chào các anh chị, xin chào những người bạn, xin chào những người ủng hộ của ITP. Và mình là Huy Thịnh ITP. Rất vui được gặp các anh chị ở trong một buổi chiều thứ bảy. Ngoài trời thì mưa vẫn rỉ rả ha. Nhưng mà không phải vì trời mưa rỉ rả mà chúng ta có quyền nghỉ ngơi thoải mái. Có một xíu kế hoạch thì mình cũng muốn trình bày cho các anh chị để các anh chị có thể có chút suy nghĩ hay là có sự chọn lựa. Chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà thị trường chung, tức là VN-Index, được cấu thành bởi các thành phần HNX, HOSE, tức là VN-Index và UPCOM, ba cấu thành phần của chúng ta. Thì hiện tại HNX vẫn khá tốt và vẫn còn khả năng dư địa cho đà rướng. Còn riêng về VN-Index nha, VN-Index, tình hình chung của chúng ta thì VN-Index đang ở trong một giai đoạn sideways, và rất khó có thể xác định xu hướng trước khi mà vượt được qua vùng 1085. Điều kiện để cho VN-Index chúng ta có được một cái xu hướng rõ ràng là phải vượt được vùng 1085. Trước khi vượt được vùng này, chúng ta vẫn còn ở trong giai đoạn sideways. Tuy HNX có sàn Hà Nội có những cái chuyển biến khá tích cực và vẫn còn dư địa tăng với những mã thuộc cái dòng trung bình midcap. Tuy nhiên, dòng VN30, tức là đồ thị các anh chị đang xem trên màn hình đây, nhóm blue, nhóm trụ và VN30, thì lại có hiện tượng là dòng tiền đang sụt giảm khá là nhiều. Các anh chị phải thấy là đây, hiện tượng sụt giảm dòng tiền liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua. Và khi thống kê lại thì ít nhất có 5-6 quỹ của các khối ngoại đang từ từ rút dòng vốn ra khỏi thị trường trong thời gian vừa qua. Và hiện tượng này vẫn có thể tiếp tục xảy ra trong vòng 1-2 tuần tới. Dẫn đến tình hình hiện tại là chỉ số của VN30 hiếm hoi lắm rồi, lâu lâu mới có cái chuyện là nó thấp hơn chỉ số VNI. Cho nên mình nghĩ các anh chị mà đang cần bổ sung một danh mục trung hạn á, thì các anh chị có thể nghĩ đến giai đoạn này với những con VN30, nhất là những anh chị nào có một cái nắp, một cái tài khoản ở mức độ phù hợp. Chúng ta đang chơi trong một giai đoạn tiền nóng, đang chơi trong một cái giai đoạn gọi là nhanh tay, lẹ mắt, đảo dòng với các con midcap và penny. Nhưng đó theo mình, đó chỉ là cái cuộc chơi của hương hoa, cuộc chơi của rau dưa và cuộc chơi để chúng ta lấy cái cảm giác thôi. Tất nhiên là có lời, trong vòng 2 tháng vừa qua, một số anh chị với tài khoản trung bình dưới 1 tỷ đã có thể là kiếm 10, 15, thậm chí là 20% nắp trong khoảng 2 tháng vừa qua với tài khoản dưới 1 tỷ. Nhưng đối với mình thì cuộc chơi này là một cái cuộc chơi để khởi động làm nóng người thôi. Còn cuộc chơi chính thức của VN30 thì lại sắp có cơ hội cho các anh chị rồi đó. Một khi mà các quỹ nó vẫn chưa đẩy dòng tiền vào và liên tục thoái vốn thời gian qua, thì VN30 đang đứng trước một cơ hội là sẽ có nhịp điều chỉnh. Thép, chứng khoán, rồi một số mã thuộc những ngành sản xuất, một số mã thuộc những ngành bán lẻ đang có khả năng chuẩn bị bước vào một cái nhịp điều chỉnh. Những ngành như bán lẻ hay là dịch vụ hay là bên thực phẩm thì có thể nó có khả năng là có một cái nhịp là rũ bỏ, gãy đáy. Nhưng những dòng như là thép và chứng khoán thì nó lại có cơ hội điều chỉnh trở lại vùng cân bằng bên dưới. Đây là một cơ hội dành cho các anh chị nào đang có trên một trung hạn còn chưa bơm hàng vào, thì đây là một cơ hội của các anh chị có thể chuẩn bị. Điều đó sẽ xảy ra chỉ trong vòng 1-2 tuần tới thôi, sẽ có cái nhịp đó. Tuy tổng một cái cuộc chơi là VN-Index chúng ta sẽ rất khó có khả năng là chỉnh mạnh ha. Tổng hòa các chỉ số chúng ta sẽ rất khó khả năng chỉnh mạnh. Nó chỉ lên sẽ đi tích lũy dòng này cân dòng kia, dòng trung bình cân dòng lớn, rồi lá hồi cái dòng nhỏ lại cân dòng trung bình, như thế sẽ rất có khả năng chỉnh mạnh lắm. Sẽ không có cái chuyện mà sập 200-300 điểm, không có chuyện đó đâu nha. Cái chuyện mà về 800 này kia nọ thì mình nghĩ là nên gạt qua một bên đi. Nhưng cái cơ hội mà để các chị nhặt hàng về VN30 để cho danh mục trung hạn thì nó lại đang lại đến. Thì đây là một cái mà mình nghĩ là một cơ hội của các anh chị nào có cái chiến lược đầu tư nó rõ ràng, tách bạch giữa danh mục tài sản trung hạn và danh mục tài sản ngắn hạn. Thì đây là một câu hỏi của các anh chị ha, có thể tiếp tục được cách của mình. Hy vọng là các anh chị sẽ tiếp nhận được cái ý tưởng này và có thể là sử dụng đúng ý tưởng này cho kế hoạch của đầu tư của mình một cách thuận lợi nhất. Mình là Huy Thịnh ITP và rất vui khi được các anh chị ủng hộ. Nếu mà mình có đem lại được thông tin bổ ích thì các anh chị hãy ít nhất là hãy một like, một share cho mình nha. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị vào cái ý tưởng lần tới. Thank you.